Năm 2024, Kỷ Mùi, sinh năm 1979, chọn tuổi này xung đất, giàu to ú ụ, tiền về cả năm. Phong thủy phát tài, xin chào mừng quý vị khán thính giả tuổi Kỷ Mùi đã quay trở lại với video của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị thân mến, chúng ta đều hiểu rằng cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Khi ta đi trên con đường bằng phẳng lát hoa, khi xui xẻo lại ngã phải hố ga trên con đường đó, chẳng ai là có thể đoán biết trăm phần tương lai để lựa chọn và tránh né. Chỉ có thể dùng nỗ lực lựa chọn và đánh giá của con mắt trần tục mà vượt qua hung hiểm của cuộc đời mà đón nhận phần thưởng phía sau đó. Năm mới đang đến gần, ai cũng mong đợi có cho mình một tương lai tươi sáng và may mắn. Trong video ngày hôm nay, Kỷ Mùi hãy cùng Phong Thủy Phát Tài đi tìm hiểu về những tục lệ đầu năm cũng như vận số của mình trong năm mới Giáp Thìn sẽ ra sao ngay dưới đây nhé. Tử vi tuổi Kỷ Mùi năm 1979 trong năm Giáp Thìn 2024. Dưới đây là các thông tin tử vi tổng quát về tuổi Kỷ Mùi trong năm 2024. Nam nữ tuổi Kỷ Mùi sinh từ ngày 28 tháng 1 năm 1979 đến 15 tháng 2 năm 1980 cầm tinh con dê. Năm 2024, gia chủ sẽ 46 tuổi. Mệnh ngũ hành là thiên thượng hỏa, tức là lửa trên trời. Cung phi, nam và nữ đều thuộc cung chấn. Sao chiếu mệnh, nam mạng bị sao La Hầu chiếu mệnh, nữ mạng bị sao Kế Đô chiếu mệnh. Tam hợp, hợi, mão, lục hợp với ngọ, tứ hành xung với tuất, sửu và thìn. Màu sắc hợp tuổi là màu vàng, nâu cam và các màu đỏ, hồng, cam, tím, mận đỏ. Hướng tốt cho nam mạng là hướng nam, bắc, đông nam và hướng đông. Hướng tốt cho nữ mạng, hướng nam, bắc, đông nam và hướng đông. Tử vi vận hạn năm 2024, tuổi Giáp Thìn. Năm Giáp Thìn 2024 bắt đầu từ ngày 10 tháng 2 năm 2024 đến ngày 29 tháng 1 năm 2025 dương lịch. Cung mệnh 2024 Phúc Đăng Hỏa, tức là lửa trên đèn. Cung phi nam và nữ đều thuộc cung chấn. Mệnh quái nam và nữ đều thuộc mệnh mộc. Tam hợp Thân và Tý, lục hợp với Dậu, tứ hành xung với Mùi, Tuất và Sửu. Lưu ý, khi chủ nhà tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 chọn người xung đất trong năm 24 mang lại tài lộc. Mọi người tham gia xung đất đầu năm đều mong muốn những điều tốt đẹp đến với gia đình mình. Để đảm bảo điều này, việc chọn người xung đất cho chủ nhà tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 cần sự cẩn trọng và xem xét kỹ lưỡng. Trong quá trình tìm kiếm, chủ nhà cần phải chắc chắn rằng tuổi của người được chọn không rơi vào xung khắc như lục hại lục xung. Vì như vậy, có thể mang lại điều không may đến cho gia đình. Thay vào đó, người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 nên chọn người xung đất có tuổi tương sinh với mình, không chỉ về ngũ hành mà còn về thiên can lẫn địa chi. Điều này giúp lễ xung đất diễn ra có ý nghĩa sâu sắc hơn, mang đến không khí hòa thuận và hạnh phúc cho gia đình. Bên cạnh đó, chủ nhà tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 cần phải ưu tiên chọn người xung đất năm 2024 có nét mặt phúc hậu, rạng rỡ, sức khỏe tốt và đã đạt được thành công trong công việc kinh doanh. Ngoài ra, gia chủ cần phải lựa chọn những người tích cực, hòa nhã và có kỹ năng giao tiếp tốt để lễ xung đất diễn ra trôi chảy. Điều quan trọng là vận khí tích cực từ người xung đất sẽ ảnh hưởng lớn đến sự thịnh vượng giàu có của gia đình trong năm 2024 này. Tuổi xung nhà phù hợp cho gia chủ tuổi Kỷ Mùi trong năm 2024. Theo chuyên gia phong thủy nhà ở, người tuổi Kỷ Mùi nên chọn những người thuộc tam hợp, hợi, mão, ngọ và có mệnh tương sinh với hỏa là mộc, thổ để thực hiện nghi thức xung nhà trong năm 2024. Dưới đây là danh sách chi tiết các tuổi được đánh giá tốt nhất để xung nhà cho người sinh năm 1979 tuổi Kỷ Mùi. Các tuổi đẹp nhất để mời đến xung nhà đầu năm mới 2024 cho gia chủ tuổi Kỷ Mùi bao gồm các tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, Kỷ Hợi 1959, Đinh Hợi 2007,
Nhâm Ngọ 2002, Tân Dậu 1981 và Mậu Thân 1968. Đối với những tuổi tốt này, gia chủ nên lựa chọn người đến xông nhà là người trong gia đình, anh chị em hoặc bạn bè thân thiết để tạo ra hiệu quả tốt nhất. Trường hợp không thể mời được những người thuộc tuổi trên, có thể chọn những người tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999, Canh Ngọ 1990, Kỷ Tỵ 1989, Canh Thân 1980, Tân Mão 2011, Mậu Dần 1998, Quý Mùi 2003, Tân Mùi 1991, Đinh Tỵ 1977, Tân Mão 1951 để mời đến xông nhà đầu năm. Bên cạnh đó thì gia chủ tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 không nên mời những tuổi sau đây đến xông nhà vào đầu năm mới. Đây là những tuổi xung khắc với tuổi của gia chủ, ảnh hưởng không tốt cho vận mệnh của gia đình. Những tuổi cần tránh nhất gồm có Canh Thìn sinh năm 2000, rất xung khắc, Canh Tuất 1970, Ất Sửu 1985, Nhâm Thìn 2012, Nhâm Tuất 1982, Đinh Sửu 1997, Nhâm Thìn 1952. Đi xông đất, gia chủ tuổi Kỷ Mùi sinh năm 79 nên mang theo quà gì? Theo truyền thống lâu đời của người Việt, người đến xông đất vào đầu năm thường chọn trang phục gọn gàng, ưu tiên những màu sắc tươi sáng rạng rỡ. Đồng thời, bạn có thể chuẩn bị một món quà nhỏ như bánh chưng, bánh tét, rượu vang hoặc là giỏ quà Tết để dành tặng cho gia chủ, nhằm tăng cường gắn kết và làm đẹp mối quan hệ giữa hai bên. Sau đây là những lưu ý giúp lựa chọn người xông nhà phù hợp đối với tuổi của Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong năm 2024. Người được lựa chọn để xông nhà cần phải có sự hòa hợp về mệnh, thiên can địa chi tam hợp, lục hợp với tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 và năm xông nhà 2024, tránh mời những người có tuổi xung khắc với tuổi của gia chủ. Sau khi đã chọn được tuổi phù hợp, cần phải xem xét đến nhân cách, phẩm chất, sức khỏe, lối sống và tình cảm gia đình của người đến xông nhà. Trong trường hợp gia chủ không tìm được người có tuổi đẹp nhất đến xông nhà, hoặc là có người tuổi đẹp nhất nhưng họ không đáp ứng đủ về phẩm chất hoặc là phạm vào kiêng kỵ, gia chủ có thể tìm những người có tam hợp, lục hợp với tuổi Kỷ Mùi để mời đến xông nhà. Tránh mời những người đang trong thời gian tang sự đến xông đất vào năm 2024. Gia chủ cũng cần tránh mời phụ nữ đang mang thai đến xông đất vào ngày mùng 1 Tết. Xông đất không chỉ là một phong tục văn hóa truyền thống mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về phong thủy nhà ở trong văn hóa của người Việt Nam. Trong năm 2024, những người tuổi Kỷ Mùi nên chọn những người có tuổi thuộc tam hợp là Hợi Mão Ngọ và có mệnh tương sinh với hỏa là Mộc Thổ để tiến hành lễ xông đất nhằm mang đến một năm mới tài lộc. Trên đây là xem tuổi xông đất nhằm giúp gia chủ có thể đón vận mới xung hỷ và cát tường. Tiếp theo video là phần bói mệnh năm mới 2024. Quý vị có tò mò bước sang năm mới, điều gì sẽ đón đợi mình hay không? Hãy cùng Phong Thủy Phát Tài đi tìm hiểu chi tiết ngay sau đây nhé! Đánh giá chung tử vi tuổi Kỷ Mùi năm 2024 Giáp Thìn. Xem tử vi năm 2024, tuổi Kỷ Mùi cho thấy vượng vận đào hoa của con giáp này năm nay là cực kỳ nổi bật do có cát tinh Hồng Loan xuất hiện, khiến đời sống tình cảm của họ được dự báo sẽ vô cùng phong phú trong năm mới. Bản mệnh sẽ đón hạnh phúc viên mãn, gia đạo hài hòa, lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười. Vận trình công danh sự nghiệp ở năm Giáp Thìn của bản mệnh Mùi cũng có bước tiến nhảy vọt, rực rỡ hơn và có xu hướng ổn định dần. Năm nay hầu như không có hung tinh tác động xấu, lại thêm nhiều cát tinh soi chiếu nên mọi phương diện cuộc sống của đương số đều có sự phát triển đáng kể. Luận giải tử vi năm 2024, tuổi Kỷ Mùi trên từng lĩnh vực. Đầu tiên là về công danh sự nghiệp. Bản mệnh ở năm nay sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và khiến cho lãnh đạo hài lòng nhờ vào đầu óc tỉnh táo minh mẫn. Nhiều cơ hội thăng quan tiến chức được mở rộng để bạn phấn đấu. Bạn hoàn toàn có thể được bổ nhiệm vào vị trí cao hơn, xứng đáng hơn với năng lực của mình.
Tuy nhiên, đương số cũng cần có sự cầu tiến và không được chủ quan, ngủ quên trên chiến thắng. Về tài lộc, tử vi năm 2024 của tuổi Kỷ Mùi cho thấy, dù bạn làm trong lĩnh vực nào thì cũng có một túi tiền rủng rỉnh. Con giáp này năm nay sẽ bội thu nhờ những khoản hợp đồng béo bở đã ký kết được. Đối với người làm công ăn lương thì cũng có thêm thu nhập từ các khoản thưởng, hoa hồng và tăng lương. Nói chung thì tình hình tài chính khởi sắc tươi tắn. Về tình duyên gia đạo, được sao Hồng Loan chủ trì cung đào hoa khiến cho các mối quan hệ tình cảm của bạn đều tốt đẹp. Đối với những người đã thành gia lập thất thì gia đạo hài hòa yên ấm. Về sức khỏe, trong năm Giáp Thìn này, những người tuổi Kỷ Mùi sẽ có một sức khỏe tương đối khả quan nhờ đời sống vật chất, tinh thần đầy đủ và thoải mái. Chỉ cần bạn duy trì chế độ ăn uống khoa học, tập thể dục đều đặn là sẽ không lo bệnh tật thăm hỏi. Dự đoán tử vi 12 tháng trong năm 2024 của tuổi Mùi. Đầu tiên là tháng 1 năm 2024, tháng Dần. Ngay đầu năm, con giáp này đã có cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh nhờ công việc làm ăn ổn định. Nhưng do thiếu đi vận quý nhân nên chủ yếu là tự lực cánh sinh nên khá tất bật. Tháng 2, tháng Mão, có vận thăng quan nhờ cát khí xuất hiện, giúp công việc gặt hái thành công lớn, có thể được đề xuất tăng chức hoặc là tăng lương. Có điều áp lực lớn lại ít vận động, khiến đương số dễ bị đau nửa đầu hoặc là đau cột sống xương khớp. Tháng 3, tháng Thìn, tháng có điểm báo bị mất của nên Giáp Mùi cần phải lưu ý bảo vệ tài sản cẩn thận, không nên khoe khoang đồ đạc quý giá, kẻo thu hút sự chú ý của kẻ gian. Tài chính hao hụt nhưng cũng phục vụ cho việc tạo dựng quan hệ hoặc là chi tiêu cho người thân. Tháng 4 năm 2024, tháng Tỵ, công việc thuận lợi hanh thông, nhiều hợp đồng lớn được ký kết mang lại thành tựu trong sự nghiệp. Tháng 5 năm 2024, tháng Ngọ, tài chính khởi sắc, tăng thu từ các khoản đầu tư về kinh doanh, bất động sản, khiến túi tiền rủng rỉnh, cần phải cẩn trọng tai nạn sông nước nên chú ý khi di chuyển bằng hình thức giao thông này. Tháng 6 năm 2024, tháng Mùi, tài chính tiếp tục dồi dào, tiền tiêu thoải mái nhưng gia đạo không yên, nảy sinh mâu thuẫn khiến tâm thần bất ổn, dễ nóng nảy gây ra va chạm và xích mích. Tháng 7 năm 2024, tháng Thân, có điềm báo quý nhân phù trợ trong công việc, tiền thu vào tăng lên nhưng sức khỏe cần phải lưu tâm, cẩn trọng về thương tật ở mắt hoặc là chân tay. Tháng 8 năm 2024, tháng Dậu, tài khí vượng, công việc làm ăn kinh doanh phát đạt, tiền bạc không ngừng chảy vào túi. Tháng 9 năm 2024, tháng Tuất, gia môn có hỷ sự, có tin vui về con cháu trong nhà, tiền bạc có dấu hiệu hao tán do bị lừa gạt hoặc là chi phí cho sức khỏe. Tháng 10 năm 2024, tháng Hợi, tài chính hanh thông, tiền bạc thu về dồi dào khiến tâm tình thoải mái, tiếp tục có tin vui trong nhà. Tháng 11 năm 2024, tháng Tý, kinh doanh buôn bán thuận lợi, bán gì cũng đắt hàng, nhưng sức khỏe có dấu hiệu xuống dốc nên ưu tiên nghỉ ngơi, cần phải cẩn thận tai nạn đường sông nước hoặc là các vấn đề về da như dị ứng thời tiết, phát ban do không hợp thổ nhưỡng. Tháng 12 năm 2024, tháng Sửu, có điểm tiểu nhân quấy phá nên công việc làm ăn không được suôn sẻ, gặp nhiều áp lực, gia đạo có chút bất hòa nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Tiếp theo là phần chi tiết tử vi năm 2024 cho con giáp Nam Mạng. Thông tin cơ bản về tuổi Kỷ Mùi Nam Mạng trong năm 2024. Năm sinh 1979, tuổi âm 46 tuổi, vận niên Long Đắc Vũ, sao hạn sao La Hầu, hạn Tam Kheo, Kim Lâu, Tam Tai và Hoang Ốc đều không phạm. Tổng quan tử vi tuổi Kỷ Mùi năm 2024 nữ mạng, đầu tiên là theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, kỷ gặp giáp tương hợp, gặp được thiên thời chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, công việc làm ăn suôn sẻ, tài lộc thêm phần dồi dào. Xét về địa chi, Mùi gặp Thìn bình hòa, vận trình dần có xu hướng ổn định, ít chịu tác động ngoại cảnh, công việc làm ăn hay thu nhập đều duy trì ổn định, gia đạo hay sức khỏe đều không gặp bất lợi nào quá lớn.
Xét về ngũ hành, bản mệnh và lưu niên bình hòa, vận khí tiến vào giai đoạn bình ổn, có sự tích lũy cao, hứa hẹn một năm bình yên, ít sóng gió mà vẫn đảm bảo tốt đời sống vật chất cũng như tinh thần. Tiểu kết, xét về can chi ngũ hành, tuổi Kỷ Mùi Nam Mạng sẽ đón một năm nhiều may mắn thuận lợi, mọi thứ dần đi vào giai đoạn tích lũy ổn định, ít xáo trộn mạnh, công việc làm ăn cứ thế tiến triển và mở rộng thêm. Tiền bạc cũng gia tăng mấy phần so với trước. Thứ hai, xem tử vi tuổi Kỷ Mão, Nam Mạng theo sao hạn. Theo sao chiếu mệnh, sao La Hầu. La Hầu là hung tinh, rất kỵ với nam giới. Dân gian có câu Nam La Hầu, Nữ Kế Đô để ám chỉ đây là sao hạn nặng đối với tuổi Kỷ Mùi Nam Mạng. Năm có La Hầu chiếu hay gặp những điều không lành, dính dáng đến pháp luật, cửa quan, gây khẩu thiệt, chuyện thị phi tai ương, ốm đau bệnh tật và tai nạn, gây hao tổn tiền tài, xấu nhất là tháng 1 và tháng 7 âm lịch, nên tránh thời điểm này khi muốn tiến hành đại sự. Theo niên hạn, hạn Tam Kheo. Tam Kheo chủ về thương tật ở tay chân, các chứng bệnh về xương khớp hay liên quan đến thị lực. Theo đó, nhắc nhở đương số đi xe cộ nên cẩn thận, đề phòng bị té ngã hoặc là gặp tai nạn bất ngờ. Tiểu kết, năm có sao xấu chiếu mệnh, cát vận của tuổi Kỷ Mùi Nam Mạng bị chiết giảm phần nào. Công việc làm ăn dù tiến triển đều đặn, nhưng khó tránh lúc trục trặc do tranh chấp, kiện cáo pháp luật. Tiền bạc dù có các nguồn ổn định, nhưng cũng khó tránh bị tiêu hao do làm ăn thua lỗ hoặc là chi tiêu cho các vấn đề về sức khỏe bản thân, người thân trong gia đình, sức khỏe cũng giảm sút mạnh, đề phòng đau ốm liên miên, thậm chí lâm trọng bệnh, tốn nhiều tiền của để chữa trị. Ngoài ra thì cần đi đứng cẩn thận, đề phòng tai nạn bất ngờ, nguy hiểm tới tính mạng. Thứ ba, xem tử vi năm 2024, tuổi Kỷ Mùi Nam Mạng theo vận niên. Theo tử vi tuổi Kỷ Mùi năm 2024, tiến vào năm Giáp Thìn, tuổi Kỷ Mùi Nam Mạng gặp vận niên Long Đắc Vũ, tức là rồng, được cơ hội làm mưa cho thiên hạ. Hình ảnh này mang hàm ý một năm hay lo việc bao đồng, chỉ đi lo việc cho kẻ khác, chạy đôn chạy đáo khắp nơi cũng vất vả lắm, trong khi đó việc của bản thân thì khó bể như ý. Về tình cảm, đầu năm là thời điểm cát khí hanh thông nên tranh thủ mưu cầu đại sự, chứ càng để đến cuối năm thì sự khó mà thành. Thứ tư, xem vận hạn năm 2024, tuổi Kỷ Mùi Nam Mạng. Tam tai năm 2024, tuổi Kỷ Mùi Nam Mạng không phạm tam tai, tốt. Kim Lâu năm 2024, tuổi Kỷ Mùi Nam Mạng không phạm kim lâu, tuổi đẹp để xây dựng nhà cửa. Hoàng Ốc năm 2024, tuổi Kỷ Mùi Nam Mạng không phạm hoàng ốc, phù hợp để xây nhà động thổ. Tiểu kết, trong năm Giáp Thìn 2024, Kỷ Mùi là tuổi đẹp để xây nhà. Nếu có ý định này, có thể tiến hành mà không lo xui xẻo đeo bám. Tổng kết tử vi tuổi Kỷ Mùi năm 2024 Nam Mạng. Những phân tích phía trên đủ để đưa ra kết luận rằng tử vi năm 2024 của tuổi Kỷ Mùi Nam Mạng hanh thông có nhiều may mắn và thuận lợi. Mọi thứ dần đi vào giai đoạn tích lũy ổn định, ít xáo trộn mạnh, công việc làm ăn cứ thế tiến triển. Và mở rộng thêm, tiền bạc cũng gia tăng mấy phần so với trước. Trong năm, người làm tư làm chủ càng có nhiều cơ hội mở rộng làm ăn, phát triển mạnh mẽ. Người làm công ăn lương thì cơ hội thăng tiến hoặc là tuyên dương, khen thưởng ập đến lúc nào không hay, rất đáng để chờ đợi. Sự nghiệp thuận lợi cũng kéo theo tài lộc tăng tiến rõ rệt. Người làm công ăn lương dễ được thăng chức tăng lương, còn khoản thưởng nóng hoa hồng lại càng không thể thiếu. Người làm kinh tế thu được lợi nhuận ổn định do công việc đã vào guồng, thậm chí khi mở rộng thêm thì tiền bạc không ngừng đổ về túi. Có điều, năm gặp sao La Hầu chiếu, công việc làm ăn dù tiến triển đều đặn, nhưng khó tránh lúc trục trặc do tranh chấp, kiện cáo pháp luật. Cần phải hết sức tránh lối suy nghĩ chủ quan. Tiền bạc dù có các nguồn ổn định, nhưng cũng khó tránh bị tiêu hao do làm ăn thua lỗ hoặc chi tiêu cho các vấn đề về sức khỏe bản thân, người thân trong gia đình. Sức khỏe cũng giảm sút mạnh, đề phòng đau ốm liên miên, thậm chí lâm trọng bệnh, tốn nhiều tiền của để chữa trị. Ngoài ra cần đi đứng cẩn thận, đề phòng tai nạn bất ngờ nguy hiểm tới tính mạng. Về gia đạo, vợ chồng bạn hòa hợp, đôi bên dần thấu hiểu và thông cảm hơn cho cái khó của nhau.
nên những lần mâu thuẫn tranh chấp có xu hướng giảm hẳn, hai người cùng cổ vũ nhau làm ăn, phát triển sự nghiệp và nuôi dạy con cái. Dù có khó khăn hoặc bất trắc nào xảy ra, đôi bên cũng cùng nhau cáng đáng, thuận vợ thuận chồng, tát bể đông cũng cạn. Cách hóa giải vận hạn năm 2024 cho tuổi Kỷ Mùi nam mạng. Dưới đây là cách hóa giải sao hạn mỗi tuổi gặp phải trong năm 2024. Gặp sao tốt rồi thì vận càng thêm tốt, gặp sao hạn xấu thì sẽ được thuyên giảm phần nào. Thứ nhất, cách hóa giải sao La Hầu năm 2024. Cách cúng lễ: La Hầu tránh thất kiến hung tai, mùng 8 ngày cúng cờ nay màu vàng, đèn thời chín ngọn rõ ràng, lạy về hướng bắc ngọc hoàng chứng cho. La Hầu là hung tinh rất mạnh, đầu năm nên cúng dâng sao giải hạn cầu an hoặc cúng giải sao vào ngày mùng 8 âm lịch, lúc 21 giờ đến 23 giờ, thắp chín ngọn đèn hướng bắc làm lễ, bài vị dùng giấy vàng và ghi Thiên cung thần thủ La Hầu tinh quân, rồi khấn cung thỉnh Thiên đình bảo thủ cung đại thánh, thân thủ La Hầu tinh quân vị tiền. Tiếp theo sau đây là hóa giải sao La Hầu theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy: sao La Hầu là sao thuộc hành kim, có thể sử dụng những vật phẩm phong thủy thuộc hành thủy để khắc chế, giảm bớt những tai họa xui xẻo có thể xảy ra. Mệnh chủ nên dùng những đồ vật hay mặc trang phục màu đen, màu xám, màu xanh biển, cũng có thể sử dụng vật phẩm phong thủy làm từ đá thạch anh đen, thạch anh khói, thạch anh tóc đen, mã não xanh dương, sapphire. Về tinh thần, luôn nhắc nhở bản thân hành sự cẩn trọng, kiểm soát tốt cảm xúc sẽ tránh được họa thị phi kiện tụng. Ngoài ra đừng buôn chuyện mà nói xấu đặt điều cho người khác, cũng đừng vì danh vọng mà bất chấp, nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, khi làm. Về cách hành sự, đừng bao giờ có ý định dùng tiền bạc để đổi lấy danh lợi, đi hối lộ, đổi trác công danh, tiền tình. Đừng đồng lõa với những kẻ xấu bụng làm chuyện gian ác, kẻo sẽ nhận hậu quả khôn lường. Tích cực làm việc thiện: làm nhiều việc tốt, việc thiện giúp đỡ mọi người, xã hội, thường xuyên phóng sinh, dần già tai ương sẽ tan biến. Thứ hai, hóa giải hạn tam kheo năm 2024. Về sức khỏe, đi lại cẩn thận, tránh xảy ra các tai nạn giao thông bất ngờ, đồng thời cần phải duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao nhằm tăng cường sức đề kháng, đặc biệt không nên làm việc quá sức, tránh các căn bệnh về xương khớp tay chân. Ngoài ra, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích gây hại cho sức khỏe như là rượu, bia và thuốc lá. Về tinh thần, đương số hành sự bình tĩnh, tránh nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm, mưu sự lành mạnh, không tính toán hãm hại người khác, đặc biệt là những người làm cơ khí nên mặc đồ bảo hộ đầy đủ và kỹ càng. Điều này tránh được một số tai nạn lao động bất ngờ xảy ra gây nguy hiểm đến tính mạng. Về tâm linh, để tìm sự bình an trong cuộc sống, gia chủ nên thường xuyên đi chùa thắp hương cửa Phật. Điều này giúp tâm hồn trở nên tịnh, thư giãn phần nào mệt mỏi áp lực từ cuộc sống. Tiếp theo sẽ là phần giải đáp vận mạng cho con giáp nữ mệnh. Thông tin cơ bản về tuổi Kỷ Mùi nữ mạng trong năm 2024: năm sinh 1979, tuổi âm 46 tuổi, vận niên Long Đắc Vũ, sao hạn, sao kế đô, hạn thiên tinh, kim lâu không phạm, tam tai không phạm, hoàng ốc không phạm. Tổng quan tử vi tuổi Kỷ Mùi năm 2024 nữ mạng. Thứ nhất, xem tử vi năm 2024 Kỷ Mùi nữ mạng theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, Kỷ gặp giáp tương hợp, gặp được thiên thời, chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, công việc làm ăn suôn sẻ, tài lộc thêm phần dồi dào. Xét về địa chi, Mùi gặp Thìn là bình hòa, vận trình dần có xu hướng ổn định, ít chịu tác động của ngoại cảnh, công việc làm ăn hay thu nhập đều duy trì ổn định, gia đạo hay sức khỏe đều không gặp bất lợi nào quá lớn. Xét về ngũ hành, bản mệnh và lưu niên bình hòa, vận khí tiến vào giai đoạn bình ổn, có sự tích lũy cao, hứa hẹn một năm bình yên, ít sóng gió mà vẫn đảm bảo tốt đời sống vật chất cũng như tinh thần. Tiểu kết, xét về can chi ngũ hành, tuổi Kỷ Mùi nữ mạng sẽ đón một năm nhiều may mắn thuận lợi, mọi thứ dần đi vào giai đoạn tích lũy ổn định, ít xáo trộn mạnh, công việc làm ăn cứ thế tiến triển và mở rộng thêm, tiền bạc cũng gia tăng mấy phần so với trước. Thứ hai, xem tử vi tuổi Kỷ Mùi năm 2024 nữ mạng theo sao hạn, theo sao chiếu mệnh, sao kế đô.
Kế đô là hung tinh, rất kỵ với nữ mạng Kỷ Mùi. Gặp sao này chiếu mệnh, công việc bị trục trặc, tiền bạc hao tổn nhiều, đương số dễ gặp nạn tai bệnh tật, tang khó hay là họa vô đơn chí bất ngờ. Cũng cần đề phòng chuyện thị phi hay trong gia đình có chuyện không may, cẩn trọng nhất vào tháng 3 và tháng 9 âm lịch, cuộc sống gặp nhiều khó khăn trở ngại, lao đao lận đận. Theo niên hạn, hạn thiên tinh. Gặp hạn thiên tinh phải đề phòng ngộ độc thực phẩm, nhẹ cũng gây một phen lao đao cho sức khỏe, nghiêm trọng còn nguy hiểm tới tính mạng. Đi ra ngoài cẩn trọng có thể gặp chuyện tai bay vạ gió nên chú ý lời ăn tiếng nói. Tiểu kết, năm gặp hung tinh chiếu, khó tránh những bất lợi trục trặc trong công việc làm ăn, tiền bạc cũng hao tổn nhiều, thậm chí mất mát, gia đình có chuyện không may, cuộc sống một phen lao đao, rất cần các yếu tố cứu giải khác để giảm bớt hung hiểm. Ngoài ra trong năm sức khỏe giảm sút, dễ bị đau ốm, khiến chạy chữa thuốc thang tốn kém, ảnh hưởng tới cả công việc và cuộc sống gia đình. Ăn uống giữ mồm giữ miệng, đề phòng nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm, nguy hiểm tới tính mạng. Thứ ba, xem tử vi tuổi Kỷ Mùi nữ mạng theo vận niên. Theo tử vi tuổi Kỷ Mùi năm 2024, bước vào năm Giáp Thìn, tuổi Kỷ Mùi nữ mạng gặp vận niên Long Đắc Vũ, tức rồng được cơ hội làm mưa cho thiên hạ. Hình ảnh này mang hàm ý, một năm hay lo việc bao đồng, và chỉ đi lo việc cho kẻ khác, chạy đồn chạy đáo khắp nơi cũng vất vả lắm, trong khi đó việc của bản thân thì khó bể như ý. Về tình cảm, đầu năm là thời điểm cát khí hanh thông nên tranh thủ mưu cầu đại sự, chứ càng để đến cuối năm thì sự khó mà thành. Thứ tư, xem vận hạn năm 2024, tuổi Kỷ Mùi nữ mạng. Tam tai năm 2024, tuổi Kỷ Mùi nữ mạng không phạm tam tai là tốt. Kim lâu năm 2024, tuổi Kỷ Mùi nữ mạng không phạm kim lâu, tuổi đẹp để xây dựng nhà cửa. Hoàng ốc năm 2024, tuổi Kỷ Mùi nữ mạng không phạm hoàng ốc, phù hợp để xây nhà động thổ. Tiểu kết, trong năm Giáp Thìn 2024, Kỷ Mùi là tuổi đẹp để xây nhà. Nếu có ý định này, có thể tiến hành mà không lo xui xẻo đeo bám. Tổng kết tử vi tuổi Kỷ Mùi năm 2024 nữ mạng. Xét tổng hòa nhiều yếu tố có thể nhận định rằng tuổi Kỷ Mùi nữ mạng sẽ có một năm bình yên, có nhiều điều may mắn và thuận lợi. Mọi thứ dần đi vào giai đoạn tích lũy ổn định, ít xáo trộn mạnh, công việc làm ăn cứ thế tiến triển và mở rộng thêm, tiền bạc cũng gia tăng mấy phần so với trước. Trong năm, người làm tư làm chủ có nhiều cơ hội mở rộng làm ăn, phát triển mạnh mẽ. Người làm công ăn lương thì cơ hội thăng tiến hoặc là tuyên dương khen thưởng ập đến lúc nào không hay, rất đáng để chờ đợi. Sự nghiệp thuận lợi cũng kéo theo tài lộc tăng tiến rõ rệt. Người làm công ăn lương dễ được thăng chức tăng lương, còn khoản thưởng nóng hoa hồng lại càng không thể thiếu. Người làm kinh tế thu được lợi nhuận ổn định do công việc đã vào guồng, thậm chí khi mở rộng thêm thì tiền bạc không ngừng đổ về túi. Tuy nhiên, năm gặp hung tinh kế đô chiếu, khó tránh những bất lợi trục trặc trong công việc làm ăn, tiền bạc cũng hao tổn nhiều, thậm chí là mất mát, gia đình có chuyện không may, cuộc sống một phen lao đao. Rất cần các yếu tố cứu giải khác để giảm bớt hung hiểm, đồng thời phải luôn nhắc nhở bản thân hành sự thận trọng, không tin người thái quá kẻo gặp tai bay vạ gió, tiền mất tật mang. Trong năm, sức khỏe giảm sút trông thấy, bản mệnh dễ bị đau ốm khiến chạy chữa thuốc thang tốn kém, ảnh hưởng tới cả công việc và cuộc sống gia đình. Ăn uống giữ mồm giữ miệng, đề phòng nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm, nguy hiểm tới tính mạng. Về gia đạo, vợ chồng hòa hợp, đôi bên dần thấu hiểu và thông cảm hơn cho cái khó của nhau, nên những lần mâu thuẫn tranh chấp có xu hướng giảm hẳn. Hai người cùng cổ vũ nhau làm ăn, phát triển sự nghiệp và nuôi dạy con cái. Dù có khó khăn hoặc bất trắc nào xảy ra, đôi bên cũng cùng nhau cáng đáng. Thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn. Cách hóa giải vận hạn năm 2024 cho tuổi Kỷ Mùi nữ mạng. Dưới đây là cách hóa giải sao hạn mỗi tuổi gặp phải trong năm 2024. Gặp sao tốt rồi thì vận càng thêm tốt, gặp hạn xấu thì sẽ được thuyên giảm phần nào. Thứ nhất, hóa giải sao kế đô năm 2024. Cách cúng giải sao kế đô năm Giáp Thìn như sau. Kế đô tam cửu bi ai, 18 ngày này cờ vàng kéo ra, 21 ngọn đèn sáng lòa, tránh tây là hướng lạy qua mặt trời. Thời gian làm lễ cúng, ngày 18 âm lịch hàng tháng,
hoặc là cúng một lần vào dịp đầu năm mới. Sắm lễ, 9 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và 3 cây nhang. Hành lễ, khi cúng cần phải quay hướng chính bắc mà vái, thiên cung thần thủ La Hầu Tinh Quân. Cách hóa giải sao kế đô theo phong thủy. Đồ phong thủy, sao kế đô là sao thuộc hành thổ. Muốn hóa giải được những nguồn năng lượng tiêu cực từ sao này thì cần phải dùng hành kim để tiết chế, do đó nên mặc những đồ màu trắng, bạc, xám, ghi, có thể dùng những vật phẩm phong thủy làm bằng đá quý màu trắng như thạch anh trắng để áp chế. Tích cực làm việc thiện, chủ động làm nhiều việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Việc dâng sao giải hạn tốn kém, mất nhiều công sức mà chưa chắc đã có được hiệu quả bằng chính việc làm của bản thân mình. Thứ hai, hóa giải hạn thiên tinh năm 2024. Về sức khỏe, chú ý đến ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm, dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân, tránh ăn những thực phẩm khó tiêu, nhẹ thì thường xuyên đau bụng tiêu chảy, nặng thì phải cấp cứu vì bị ngộ độc thực phẩm. Về làm ăn, trong làm ăn, người gặp hạn này cần phải cẩn thận và tính toán hơn, không nên tin lời người khác mà làm ăn sai trái phạm pháp luật. Mọi việc xảy ra cần phải bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến kiện tụng ra tòa. Tu tâm làm nhiều việc thiện, năng làm việc thiện, giúp đỡ mọi người xung quanh là cách tích phúc đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Ngoài ra đương số nên thường xuyên đi chùa tĩnh tâm hay là thắp hương cầu bình an cho gia đình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi hết video. Chúc quý vị năm mới bình an hạnh phúc và sức khỏe dồi dào. Đặc biệt nhất là có một gia đình êm ấm, con cháu hiếu thảo, hạnh phúc sum vầy. Hãy quay lại mỗi ngày với Phong Thủy Phát Tài của bác nhé. Chúng tôi luôn ở đây để chia sẻ và dẫn đường, đồng hành cùng quý vị trên mọi nẻo đường đời.